Nghệ trí tân Khoái Châu là một sản phẩm tiêu biểu của huyện Khoái Châu nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, đã được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu là cơ quan quản lý. Nghệ và các sản phẩm từ nghệ được xem là một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương. Để phát triển cây nghệ bền vững, huyện cũng đã có nhiều giải pháp liên kết hộ trồng với các doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với quyết tâm của bà con nông dân xã Chí Tân xây dựng mô hình sản xuất nghệ an toàn, có quy mô hàng hóa chất lượng cao, tiến tới xây dựng vùng nông nghiệp sạch. Nhiều năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên chủ động cung ứng giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cho 50 hộ dân tại địa phương. Nhờ đó tạo nên những cánh đồng nghệ lớn với diện tích 100 hectare. Trung bình mỗi năm, công ty tiêu thụ từ 1.500 đến 2.000 tấn nghệ tươi cho người dân xã Chí Tân. Doanh nghiệp có trên 20 sản phẩm chế biến từ nghệ thuộc nhiều nhóm khác nhau như gia vị, thực phẩm chức năng, có 5 sản phẩm công nhận OCOP 4 sao của tỉnh. Mỗi năm doanh nghiệp tiêu thụ ở trong nước vài trăm tấn nghệ thô, hàng nghìn sản phẩm chế biến từ nghệ. Từ năm 2018 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên vẫn giữ vững nhịp xuất khẩu với gần 100 tấn bột nghệ mỗi năm với đối tác Nhật Bản. Công ty Hoàng Minh Châu chỉ cần thông báo là bà con cứ đem đến đủ đấy thôi. Cân không kịp, đỡ lo lắng về cái khoản tiêu thụ nghệ. Chúng tôi đang xây dựng diện tích đạt tiêu chuẩn GACB, đó là cái tiêu chuẩn dược liệu, một cái tiêu chuẩn rất là cao cấp để làm cái nguyên liệu chính để sản xuất ra những cái thành phần rất là quan trọng, ví dụ như cái cucumin, các cái viên thuốc thì chúng tôi sẽ xuất khẩu vào những cái thị trường rất là khó tính, không chỉ riêng hướng đến cái thị trường Nhật Bản mà chúng tôi sẽ hướng đến cái thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Hiện toàn xã Chí Tân đang trồng với diện tích khoảng 160 hectare. Để cây nghệ phát triển bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã có những hỗ trợ cụ thể cho thương hiệu nghệ Chí Tân Khoái Châu như xây dựng biển quảng cáo ngoài trời, tập huấn nâng cao năng lực cho người dân, xây dựng tổng đài và fanpage giới thiệu sản phẩm. Sau nhiều nỗ lực, đến nay Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nghệ Đại Hưng, xã Đại Hưng đã liên kết với 9 hộ trồng nghệ tại địa phương để cùng phát triển với tổng diện tích trên 7 mẫu, mỗi năm cho sản lượng ổn định khoảng 100 tấn. Không dừng lại việc trồng và sơ chế thô củ nghệ, Hợp tác xã cũng đã chế biến nghệ tươi thành bột nghệ, tinh bột nghệ, tinh nghệ mật ong, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao. Cả 3 sản phẩm của hợp tác xã đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi năm hợp tác xã thu mua khoảng 70 tấn củ nghệ cho các hộ dân tại địa phương. Trong hợp tác xã chúng tôi thì cũng có cái định hướng tiếp tục tham gia nhiều các cái hội chợ thương mại và chế biến sâu và đăng các cái sản phẩm nghệ của chúng tôi lên các cái trang mạng internet để tìm kiếm thêm nhiều các cái đối tác và khách hàng lớn hơn để tiêu thụ được hết sản phẩm cho bà con. Hiện toàn huyện Khoái Châu có khoảng 260 hectare, trong đó có 50 hectare đã được công nhận Việt Gáp. Ngoài ra, người dân còn kết hợp trồng xen canh các loại cây trồng khác như lạc, đỗ, đem lại hiệu quả kinh tế khá. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế của loại cây này, nhưng hiện nay do biến động của thị trường, nhiều người trồng nghệ hiện vẫn phải loay hoay tự tìm đầu ra. Giá cả thu mua còn phụ thuộc vào thương lái nên không tránh khỏi tình trạng bị ép giá. Vì vậy, để giải quyết đầu ra, cần có sự liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ một cách bền vững giữa người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị thu mua.